Menat xin được chào mừng tất cả các anh chị. Để chào mừng sinh nhật lần thứ 11 của Menat, cũng như có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn, thì ngày hôm nay Menat sẽ cùng với các anh chị đi vào 4 bước cơ bản để có thể tham dự cuộc thi Toyo Menat. Bước đầu tiên, các anh chị sẽ cùng chuẩn bị với Menat một bức ảnh. Đây có thể là bức ảnh chụp cùng với sản phẩm, chụp cùng với nhân viên hay check-in tại spa của Menat. Bước thứ hai, các anh chị sẽ vui lòng đăng bức ảnh này trên trang cá nhân của mình. Cùng với bức ảnh sẽ là những dòng suy nghĩ và cảm nhận của anh chị về sản phẩm và dịch vụ của Menat. Anh chị cũng đừng quên sử dụng hashtag #ILoveMenat. Sau đó thì anh chị sẽ đăng tải bức ảnh này trên trang cá nhân của mình. Sau khi đăng tải thành công thì đến bước thứ 3, các anh chị sẽ gửi ảnh tham dự cùng với Menat. Các anh chị sẽ có hai cách. Cách thứ nhất thì anh chị có thể chụp ảnh màn hình bài post của mình trên trang cá nhân cứ như thế này. Sau đó các anh chị sẽ gửi qua tin nhắn Facebook đến cho Menat cùng với dòng chữ đăng ký. Thứ hai, nếu như các anh chị chưa biết cách chụp ảnh màn hình thì anh chị có thể gửi cho Menat đường link bài đăng của anh chị trên trang cá nhân. Khi đó thì các nhân viên của Menat sẽ giúp các anh chị tham dự cuộc thi. Sau khi nhận được ảnh của các anh chị thì toàn bộ những bức ảnh dự thi sẽ được đăng tải vào một album có mang tên là Cuộc thi Toyo Menat. Bước cuối cùng và cũng là bước rất quan trọng đó là việc các anh chị sẽ vào album ảnh Cuộc thi Toyo Menat và tìm kiếm bức ảnh tham dự của mình. Công việc của các anh chị sẽ là kêu gọi mọi người like, comment và share bức ảnh cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã tham dự cuộc thi cùng Menat. Và chúc các anh chị sẽ giành được may mắn nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Menat xin cảm ơn.